Hello, xin chào tất cả mọi người và hôm nay mình sẽ dẫn tất cả mọi người tô màu bức tranh cực kỳ quan trọng với tất cả mọi người nha. Ở đây cũng mưa lạ, hay là nhà này sao? Trời ơi, trời trời. Nè nè, và đó là một cái tên lửa nha. Để nhiều sao mọi người. Em sẽ hoàn thành chương trình này. Anh hỏi. Hay rồi. Chưa về xe mong vậy, bán được nhà. Úp chặt. Nhưng mà đấy là loại giày áo ấy, chắc cỡ trăm mấy, 200 thì chân trắng lắm. Mặc đẹp này. Nhục. Mình cũng hợp. Sao phải nằm? Ok nha mọi người, mọi người tốt đấy ạ. Đương nhiên rồi, vì tương lai nghỉ của chúng ta. À. Không thì vì tương lai gì nữa, chơi bài. Không sao, một tiếng không lo à. Ok nha mọi người. Hết kiểu. Ok nha mọi người, tốt đi ạ. Đau đầu quá. Ok nha mọi người. Ok. Tốt rồi, mọi người tốt được rồi. Mọi người tốt được không? Có tốt được theo mình không ạ? Ốc hương tươi sống. Ok. Ok. Nhảy lên, tôi có tám. Thì gội đầu kia thì chảy hết nước. Thằng tôi lại còn phải đợi nước trở lại nữa. Trời ơi, hết cứu. Đi 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 đi. 20 bức. Thôi đây nha mọi người. Lại điên rồi. Không. Sợ độ cao. Ok nha mọi người. Như vậy sao? Mọi người tô đến đâu rồi ạ?
Ok. Mình sẽ hoàn thành bước xe này nhanh nhất có thể cho mọi người xem nha. Ok. Ok mà. Ok nha mọi người. Mình xem được cái xe nhất để cho mọi người xem nha. Ok nha mọi người ơi. Ok nha mọi người. Ok. Mọi người tô đi ạ. Và video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Mọi người like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Bye bye. Tạm biệt nha. Bye bye.